Việt hỏi bài bị trí trả lời rất thi. vào thư Việt Nam, tài nghe về Cô xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4, bộ sách chân trời sáng tạo. Cô rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng các con trong bài ngày hôm nay. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang tập 2 sách tiếng Việt lớp 4, bộ sách chân trời sáng tạo. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta thuộc tuần 19, bài 1, cuộc phiêu lưu của bồ công anh. Bây giờ, các con hãy mở giúp cô sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 2, trang số 8, để chúng mình cùng nhau bước vào bài học nhé. Hoạt động đầu tiên của chúng ta ở đây đó là khởi động. Và câu hỏi ở phần khởi động của chúng ta như sau chia sẻ cảm xúc về âm thanh hình ảnh màu sắc có trong đoạn lời bài hát sau bên dưới cô có một đoạn lời bài hát trong bài hát ca ngợi tổ quốc nhạc và lời hoàng vân trời ca trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành ná rung rinh bầy chim non hát ca đàn bướm lượn bướn tung tăng lượn bây giờ các con hãy đọc lại lời bài hát chia sẻ cảm xúc về âm thanh hình ảnh và màu sắc có trong đoạn lời bài hát nhé và đây là bài mẫu của cô tiếng chim hót bầu trời trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh gợi cảm giác tươi mát vui vẻ về buổi sáng tới trường của các bạn học sinh vừa rồi chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong vần khởi động Bây giờ, cô trò mình cùng nhau tiếp tục đến với phần khám phá và luyện tập. Và hoạt động đầu tiên trong phần khám phá và luyện tập của chúng ta đó là đọc. Chúng mình sẽ cùng nhau đi đọc bài Cuộc phiêu lưu của Bồ Công Anh, sách giáo khoa trang 8, 9. Bây giờ, các con hãy nghe cô đọc, đọc thầm theo cô và quan sát vào trong sách nhé. Cuộc phiêu lưu của Bồ Công Anh Một cơn gió ảo tới, thổi tung những cánh hoa bổ công anh bày xào xác. Tạm biệt mẹ! Những cánh hoa bổ công anh vẫy đôi tay bé xíu. Chúng con đi đây! Chúng bay bay trên cánh đồng, rồi mỗi cánh hoa đều tìm thấy một nơi để dừng chân. Riêng cánh hoa bổ công anh út vẫn mãi lang thang cùng chị gió. Có khi bổ công anh út bay tung lên cao, có khi nó xà xuống mặt ao, soi mình dưới nước. Nó nhẩn nha bay trên cánh đồng, ngắm nhìn muôn loài hoa đàng khỏe sắc. Thoảng đầu đó, bỗng có tiếng mẹ dịu dàng. Cẩn thận nhà út. Bồ công anh thì thầm, đừng lo mẹ ơi. Bồ công anh tiếp tục bay, và kia trước mắt nó là cánh đồng thanh thang, nơi những bông hoa cỏ mật tỏa hương ngào ngạt nơi những bông hoa vàng li ti trải thảm đón chào nơi những chú dế gảy lên khúc ca đồng quê rộn rã bồ công anh muốn hét vang lên con đã tìm thấy một nơi cho riêng mình mẹ ơi các anh chị ơi bồ công anh út đáp xuống mặt đất ấm áp và đầy hương thơm những chú dế tưng bừng gảy lên khúc ca hiếu khách và những đóa hoa đủ màu khẽ nghiêng mình để chắt lấy từng giọt sương đêm còn đọng trên cánh dành riêng cho bổ cung anh từng giọt sương trong vắt mát lạnh và ngọt lành thấm vào thân mình bổ cung anh bổ cung anh bé nhỏ khẽ dùng mình kia lớp áo dày của nó nứt ra và một chiếc mầm bé xíu nảy lên sành nõn theo trương huỳnh như chân Vừa rồi các con đã nghe cô đọc bài. Bây giờ chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu những từ khó có trong bài. Và từ đó chính là từ bồ công anh. Bồ công anh có nghĩa là một cây thần cỏ thuộc họ cúc, mọc hoang và có lá hình mũi mát. Bên dưới cô có hình ảnh của bông hoa bồ công anh. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các câu hỏi có trong bài đọc nhé và câu hỏi của chúng đầu tiên của chúng ta như sau những cánh hoa bổ công anh làm gì khi một cơn gió thổi ảo tới các con hãy quan sát vào trong bài đọc và cho cô biết những cánh hoa bổ công anh đã làm gì khi một cơn gió thổi ảo tới à những cánh hoa bổ công anh vẫy tay chào tạm biệt mẹ và bay lên theo cơn gió Tiếp tục, chúng mình đến với câu hỏi số 2. Đề bài câu hỏi số 2 như sau: Kể tóm tắt cuộc phiêu lưu của bố Công anh Út. Bên dưới cô có sự gợi ý theo từng mốc thời gian. Đầu tiên đó là lang thang cùng chị gió, sau đó nhìn thấy cánh đồng và sau đó là đáp xuống mặt đất. Bây giờ, dựa vào phần bài đọc mà chúng mình đã được đọc, các con hãy kể tóm tắt lại cuộc phiêu lưu của bố Công anh Út nhé. và cô có bài tóm tắt như sau sau khi chàng tạm biệt mẹ bồ công anh út vẫn mải lang thang cùng chị gió nó bay lúc thì tung lên cao lúc thì xả xuống mặt nước cho tới khi nó nhìn thấy một cánh đồng thanh thang tràn ngập sức sống nó đáp xuống và lẩy lên một chiếc mầm bé xíu sành nõn Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong câu số 2. Bây giờ tiếp tục đến với câu hỏi số 3. Những hình ảnh nào cho thấy nơi bồ công anh út dừng lại rất thú vị? Vậy theo con thì những hình ảnh nào cho ta thấy nơi bồ công anh, công anh út dừng lại rất thú vị? À, những bông hoa vàng trải li ti thảm đón chào, những chú xế gảy lên khúc ca đồng quê rộn rã, mặt đất ấm áp và đầy hương thơm. Những chú dế gảy lên khúc ca hiếu khách, những đóa hoa đủ màu, giọt sương trong vắt, mát lạnh và ngọt lành. Đây đều là những hình ảnh cho chúng ta thấy nơi bổ công anh đến thật là thú vị đúng không nào? Tiếp tục, đến với câu hỏi số 4. Đoạn cuối của bài đọc cho ta biết điều gì? Vậy bây giờ các con hãy cho cô biết đoạn cuối của bài đọc cho chúng ta biết điều gì nhỉ? À, đoạn cuối các bài đọc cho chúng ta thấy Bồ công anh út đã mọc mầm để chuẩn bị trở thành một cây hoa bồ công anh mới Tiếp theo, chúng mình đến với câu cuối cùng, câu số 5 Theo em, nhờ đâu mà thế giới của loài vật, hoa lá, cỏ cây trong câu chuyện trên trở nên sinh động? Vậy theo các con thì nhờ đâu mà thế giới của loài vật, hoa lá và cỏ cây trong câu chuyện trở nên sinh động hơn? À đúng rồi, nhờ có phép nhân hóa cùng với sự miêu tả vô cùng sinh động của tác giả đã khiến cho mọi sự vật trong câu chuyện trở lên sinh động hơn. Vừa rồi, chúng mình đã thực hiện xong phần đọc đọc. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần luyện từ và câu. Bài hôm nay chúng ta sẽ học về phần câu. Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta như sau sắp xếp các từ ngữ trong mỗi dòng dưới đây thành câu và chép lại cho đúng. Bên dưới, cô có 3 câu A, B, C bao gồm các từ ngữ được sắp xếp lộn xộn với nhau. Bây giờ, các con hãy quan sát và sắp xếp các từ ngữ trong mỗi dòng thành câu và chép lại sao cho đúng. Và cô có bài mẫu như sau. Câu A Chúng mình ghép được một câu đó là mùa xuân đã về. Cô B, chúng ta có câu cây cối khoác áo mới và cuối cùng là câu C, chúng ta có câu bầu trời cao và trong xanh. Tiếp tục đến với câu hỏi số 2. Đoạn văn dưới đây có mấy câu? Nhờ đâu mà em biết? Bên dưới cô có một đoạn văn ngắn. Cây bách xanh đẹp nhất mỗi độ đông về, những vòng cây trong vườn đều đã nhuộm màu già nua cằn cỗi, chỉ có cây bách xanh vẫn mạnh mẽ vươn lên, thản nhiên chẳng sợ chi mưa gió. Những tán tròn vẫn xanh um mướt mát, những đọt non của lá cây bách màu xanh nõn như muốn uống trọn cả những tia nắng nhẹ của mùa đông, ẩn lên màu sức sống đẹp ngờ ngẩn. Theo Võ Thu Hương. Bây giờ các con hãy quan sát và cho cô biết, Đoạn văn này có mấy câu và nhờ đâu mà các con biết? À, đoạn văn này chúng ta có 5 câu và nhờ vào những chữ viết hoa ở đầu câu và dấu chấm hỏi của mỗi cuối câu mà chúng ta có thể phân biệt được ở đây có 5 câu đúng không nào? Tiếp tục, cô và trò chúng mình sẽ cùng nhau đến với câu số 3. Tìm từ ngữ phù hợp thay cho hoa trong mỗi dòng sau để tạo thành một câu bên dưới cô có 6 câu A, B, C, D, E và G Bây giờ các con hãy đọc đề và suy nghĩ cho cô nhé Và đây là đáp án của cô Câu A Bồ công anh là loài hoa em thích nhất B Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm C Người dân tham gia Tết trồng cây D. Người gần gũi với em nhất là mẹ của em E. Chùm hoa phượng đỏ tươi Và G. Những chú voi rất dễ thương Tiếp tục chúng mình đến với câu hỏi số 4 Và đề bài của câu số 4 yêu cầu Đặt 1 đến 2 câu A. Giới thiệu loài hoa mà em thích B. Tả đặc điểm nổi bật của loài hoa Và C nêu việc làm hoặc tình cảm, cảm xúc của em với loài hoa đó. Bên dưới, cô có bốn bức ảnh về bốn loài hoa. Đây là sự gợi ý của các con. Các con có thể dựa vào bốn loài hoa bên trên hoặc kể về một loài hoa mà mình đã biết, mình yêu thích để trả lời cho các câu hỏi nhé. Và cô có bài mẫu như sau: a. À, hoa sen là loài hoa mà em thích nhất? B. Hoa sen thường mọc trong những đầm lầy. Và C. Mỗi mùa sen nở, em thường ra đầm hái hoa sen. Tiếp tục, chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần viết. Trang 11-12 Và câu hỏi đầu tiên của phần viết đó là Đọc bài văn và thực hiện theo yêu cầu. Bên dưới, cô có một bài văn đó là bài hoa xanh tháng ba tháng tư mùa hạ còn mang nhiều hương vị của xuân vườn na dịu mát bóng xanh non cây na mảnh rẻ phóng khoáng lá không lớn cành chẳng um tùm lắm nhưng toàn thân nó toát ra không khí mát dịu êm ả à, khiến ta chìm ngợp giữa một điệu du thấp thoáng mơ hồ cây na ra hoa, thứ hoa đặc biệt mang màu xanh của lá non. Hòa lẫn trong lá cảnh, thả vào vườn hương thơm dịu ngọt, ấm cúng. Từ màu hoa xanh ẩn náu đó, những quả na nhỏ bé, tròn vo, cứ mỗi ngày mỗi lớn. Quả na mở biết bao nhiêu là mắt để ngắm nhìn mảnh đất sinh trưởng, để thấy hết họ hàng, để nhận biết nắng từng chùm lấp lánh treo từ ngọn cây dọn xuống mặt đất. Theo Phạm Đức. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đọc bài văn. Bây giờ các con hãy thực hiện giúp cô một số yêu cầu sau. Yêu cầu đầu tiên, xác định các đoạn văn và nội dung của từng đoạn. Bên dưới là gợi ý của cô. Đầu tiên chúng mình có một từ đầu đến xanh non, đó là phần giới thiệu vườn na. Vậy còn hai. 3 và 4. Các con hãy xác định giúp cô nhé. Tiếp tục. Yêu cầu B. Tác giả miêu tả những bộ phận nào của cây na? C. Theo em, tác giả có thể viết thêm vào bài văn điều gì? Có thể là về tình cảm, cảm xúc hay là ấn tượng đặc biệt. A. Chúng ta có đoạn đầu tiên từ đầu đến xanh non là giới thiệu vườn na. 2. Từ cây na mảnh rẻ đến thấp thoáng mơ hồ, miêu tả cây na và bóng mát của cây na. 3. Từ cây na ra hoa đến ấm cúng, miêu tả hoa na. Và cuối cùng là 4. Từ màu xanh, từ từ màu hoa xanh đến hết là miêu tả quả na. B. Tác giả miêu tả những bộ phận thân cây, hoa na và quả na. C. Theo em, tác giả có thể viết thêm vào bài văn tình cảm cảm xúc của mình với cây na. Tiếp tục đến với câu hỏi số 2. Trao đổi với bạn. A. Bài văn miêu tả cây cối thường gồm những phần nào? B. Theo em, ngoài trình tự miêu tả như ở bài hoa xanh, còn có thể miêu tả theo trình tự nào khác? C. Sau khi tả các bộ phận của cây thì người ta có thể viết thêm điều gì? Bây giờ các con hãy trao đổi với bạn của mình về các yêu cầu trên nhé. A. À, bài văn miêu tả cây cối thường gồm có 3 phần. Phần đầu tiên đó là mở bài, giới thiệu chung về cây. Phần thứ hai là thân bài, tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỳ phát triển của cây. C. kết bài bày tỏ tình cảm, cảm xúc hoặc liên hệ với người, vật có liên quan. B. Ngoài trình tự miêu tả như ở bài hoa xanh, ta có thể miêu tả theo các giai đoạn phát triển của cây na, từ khi còn là những cây na non, na đã phát triển, na nở hoa và na kết trái. C. Sau khi tả các bộ phận của cây, người ta có thể bày tỏ tình cảm cảm xúc, những ấn tượng đặc biệt hoặc liên hệ với sự vật, sự việc có liên quan. Câu hỏi số 3 của chúng ta như sau. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Bên dưới cô có một đoạn văn Lá bàng. Có những cây mùa nào cũng đẹp như cây bàng. Mùa xuân, lá bàng mới này trông như những ngọn lửa xanh sang hè, lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Khi lá bà ngả sang màu lục, ấy là mùa thu. Sang đến những ngày cuối đông, đỏ như đồng ấy, tôi có thể nhìn cả ngày không chán. Năm nào tôi cũng chọn lấy mấy lá thật đẹp, về phủ một lớp dầu mỏng, bày lên bàn viết. Bạn có biết nó gọi lên chất liệu gì không? Chất sơn mài theo đoàn giỏi chúng ta có hai câu hỏi như sau a tác giả tả lá cây bàng theo trình tự nào b theo em trình tự miêu tả ấy có phù hợp để tả lá cây bàng không và vì sao các con hãy đọc giúp cô đoạn văn và trả lời hai câu hỏi trên giúp cô nhé và đây là phần gợi ý của cô tác giả tả lá cây bàng theo trình tự thời kỳ phát triển của lá bàng. B. Trình tự miêu tả ấy phù hợp để tả lá cây bàng vì nó cho ta biết các giai đoạn phát triển của lá bàng. Đầu tiên là lá bàng mới nhú, lá bàng mọc dày, lá bàng ngả vàng và cuối cùng là lá bàng rụng. Tiếp tục cô trò mình đến với phần vận dụng. Đây là phần cuối cùng trong một hoạt động trong bài của chúng ta và câu hỏi ở phần vận dụng của chúng ta như sau đóng vai bổ công anh những chú dế hoa lá và giọt xương để chào hỏi làm quen bên dưới chúng ta có hình ảnh của những chú dế cầm cây đàn hình ảnh của những giọt xương và cuối cùng là hình ảnh của hoa lá bây giờ các con hãy đóng vai hình ảnh bổ công anh những chú dế hoa lá và xương để chào hỏi và làm quen nhau nhé. Các con hãy tự thực hiện nóng vai các nhân vật cùng chào hỏi và làm quen với các bạn của mình. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con ở những bài học sau. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách